Xin chào bạn. Ở video này mình sẽ làm một cái proof mình rút tiền từ Brave về. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 12 và tháng này thì có vẻ như nó trả tiền sớm hơn cho mình. Bình thường là mình khoảng 9 mình nhận và tháng này nó trả từ mùng 7 rồi. Tháng này thì mình nhận được 39.000 BT là nó tương đương là khoảng 7.500 đô. Nên nó mới chỉ gửi cho mình lúc chiều nay ạ. Vì mình cho mình lúc chiều im vào email chiều nay nó gửi từ mấy tài khoản lận. Có email từ Uphold này. Đó. Uphold 233 BT này, 36 BT này. Tài khoản này khá cao, khá nhiều, 34.000 BT. Đó, ở trên thì có 343.000, à 343 BT. Ở trên thì có 6.100 BT. Và cứ đến ngày này thì nó sẽ trả tiền cho mình, nó sẽ trả tiền vào cái sẽ trả cái đồng coin vào cho trong ví Uphold của mình. Đó, email từ Uphold ấy. Brave cũng là một dự án mà mình đã làm được khoảng nửa nửa năm nay rồi, mình đã rút tiền về rất là đều. Và mình có chia sẻ về cách làm Brave cũng như là cái dự án Brave này thì mọi người có thể tìm hiểu cách làm qua kênh YouTube mình. Đó. Và tiếp theo thì mình sẽ thực hiện rút tiền về. Mình sẽ vào cái thẻ thẻ đô này, thẻ đô là nó có chứa tiền này, và sau đó mình sẽ rút tiền về Remetano và mình bán đi, mình lại rút về tiền mặt. Đây mình sẽ chọn mục là gửi thành tiền điện tử hoặc mã thông báo. Ok, tiếp theo chọn Bitcoin và chọn đích đến thì mình sẽ lấy địa chỉ ví ở trên Remitano. Đây, mình lấy địa chỉ ví trên Remitano này. Lấy địa chỉ ví Bitcoin vào. Copy. Và mình dán ô này, ô địa chỉ. Và số tiền mình chọn ôn đi. Đó. Chọn ôn đây là nó sẽ là 7.532 đô. Tin nhắn bỏ qua. Đó. Ở đây thì nó sẽ có một chút phí giao dịch đó, phí chuyển đổi là 1,05%. Và mình xác nhận mình rút về. Ok, xác nhận. Đây nó sẽ yêu cầu mình nhập Uphold. Uphold. Nhập cái mã authent mình vào. Xác nhận. Chưa ta? Ok, xong rồi đó. Mình add năm lại thì ủa, chưa xong hả? Xác nhận. Coffee. Success. Ok, vậy là mình đã chuyển qua thành công rồi.
7.500 đô. Ok, đợi một chút thì số tiền nó sẽ về Remitano và có thể tiết chút để rút về tiền mặt. Mình đã rút được tiền về, giao dịch thành công và tiền Remy tiền đã vào trong cái ví Remy Tano mình. 0,98 bit tương đương với khoảng 170 triệu. Về và tiếp theo mình chuyển bán bit đi và mình bán bit đi và mình chuyển vội về tài khoản ngân hàng mình thôi. Ok, đây là video mình video về bằng chứng proof mình rút tiền về từ Brave và hướng dẫn mọi người rút tiền về từ Brave. Ok, và nếu như ai có tìm hiểu muốn tìm hiểu thêm về dự án hay là tìm hiểu cách thức thì mình có thể join group hoặc là comment bên dưới, hoặc là mình có để đường link phía bên dưới ạ. Ok, xin chào, hẹn gặp lại.